Con Maria chào ông bà cô bác cùng anh chị em gia đình Công giáo. Đây là một đoạn trong thần khí Thiên Chúa Giêsu Kitô đấng đã chịu chết trên thánh giá đã ban cho chúng ta. Và cha đã khuyên nhủ chúng ta rằng đừng rong chơi nữa, mau mau quay về. Bay muốn đến với cha ta, nhưng cớ sao bay lại đi đường rộng thênh thang, thì bay chẳng đến được với cha ta đâu. Đến với cha ta phải đi đường hẹp, ngõ chặt, vượt qua gai góc, chướng ngại, thì mới đến được với cha ta. Thành thánh Jerusalem chẳng còn xa nữa với các ngươi đâu. Bay xin gì ta lời nhủ khuyên ư? Thế thì ta khuyên bay, đừng rong chơi nữa. Chim bay về núi tối rồi, người khôn kiếp hãy mau mau quay về. Chim khôn đậu cánh đa đa, người khôn quan sát chỉ lo dưỡng hồn. Đừng rong chơi nữa, kìa, bay thấy chăng, mẹ nó đang mắng nó kia. Con đừng đi chơi nữa, con đừng nghịch phá nữa, kẻo ba con về, ba con đánh đòn con đó. Nó xác no hồn đói ích chi, hồn no xác đói thật là phúc may. Ở thế gian này bay cứ mãi rong chơi thì hoàng hôn phủ trùm, bóng tối ập đến, thì làm sao bay còn thấy đàn mà trở về nhà. Nơi thiên nhãn của cha ta nhìn thấy thế gian này từ bình minh cho đến hoàng hôn, chúng mãi rong chơi không thôi. Có mấy ai trong chúng biết đường kiếp mà trở về nhà trước khi đêm tối ập xuống? Khốn thay cho nó, nếu nó mãi rong chơi, đêm tối ập xuống thì nó không thấy đàn trở về nhà. Thế thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ hụt chân và té xuống vực sâu. Ta nhắc lại cho thế gian bay được rõ. Nhân mùa chay thánh ta khuyên bay. Mùa chay thánh, mùa mang ơn cứu độ. Cứu độ ai biết sám hối tội tình. Ta nhắc lại như lần trước ta đã nhủ khuyên bay. Nếu không sám hối ăn năn, cửa trời khép lại vực sâu giam mình. Đừng quá lo cho thân xác của bay. Bay há lại chẳng biết bay là cát bụi ư? Khốn thay cho bay, bay biết thân xác bay là cát bụi, nhưng bay vẫn phụng thờ nó, bay vẫn phụng thờ xác thịt của bay. Diệt diệt nó đi, hủy diệt thân xác ấy đi. Bay hãy hủy diệt nó, thì ngày sau bay mới mong ngộ được với cha ta nơi cõi hằng sống. Hãy đóng đinh tính xác thịt của bay đi. Bay nghĩ gì khi mục tử nơi đền thờ mà bay đã từng nghe câu linh hồn thầy buồn đến chết được? Bay nghĩ gì về lời của thánh tử ngôi hai khi nói điều đó với bay? Tóm lại ta khuyên bay đừng rong chơi dông dài nữa. Bay biết được khi nào hoàng hôn phủ trùm mà bay tránh không? Quyền năng của cha ta đấng tạo dựng mọi vật mọi loài bay không thể biết được. Vậy thì trên hết và trước hết, bay luôn sẵn sàng. Bay đừng ngủ vùi trên kim ngân, trên của cải, trên thú vui xác thịt của bay. Một, bay hãy luôn tỉnh thức. Ta nhắc lại, thành thánh Jerusalem chẳng còn xa nữa đâu. Khởi thủy khi tạo dựng bay, cha ta ban cho bay một tâm linh tinh khiết vẹn tuyền, mà khi trở về tâm linh bay hoen ố vẩn đục, thì bay sẽ làm bạn với dung dế ngay cõi vực sâu. Phúc thay cho bay, nếu bay biết dửng dưng với thú vui xác thịt.
Nếu bay biết dửng dưng với kim ngân, của cải, với chức tước lợi quyền, thì thập phúc thay cho bay. Bay muốn bay đến với cha ta, nhưng cớ sao bay lại đi đường rộng thênh thang, thì bay chẳng đến được với cha ta đâu. Đến với cha ta phải đi đường hẹp ngõ chặt, vượt qua gai góc chướng ngại thì mới đến được với cha ta. Đừng như người thanh niên giàu có kia, ta chỉ bảo nó hãy bỏ hết của cải thế gian, thì thương ôi nó buồn rầu đến chết được. Thế thì sao đến được với cha ta? Hỡi chàng thanh niên giàu có kia, đừng nói với ta là thảo kính cha mẹ và không trộm cắp giết người. Thế thì là cái gì? Cái gì đã cản nó đến với cha ta? Của cải kim ngân là cớ để cho nó không đến được với cha ta. Hãy nghe và nhất là thực thi lời nhủ khuyên của cha ta, thì ngày sau các ngươi cũng sẽ được cha ta tôn vinh, các ngươi cũng sẽ được cha ta ân thưởng. Như thật này, như nhật nay nơi đền thờ vị mục tử đã nói, cha ta thượng đế ba ngôi đã trao cho thánh tử ngôi hai một vinh dự, để nhờ danh hiệu cao quý hơn các danh hiệu, khiến cho trên trời dưới đất và nơi lửa ngục của tối kia, khi nghe đến danh thánh tử ngôi hai đều phải phục thờ bái lại. Thôi, tóm lại, ta chỉ khuyên các ngươi hãy còn kịp để dừng bước chân bay lại, đừng rong chơi đây đó nữa, nghe biết chăng? Ở đây Maria xin giải thích một số điều, đó là gọi là đường rộng, đường thênh thang. Đường rộng, đường thênh thang là gì? Dạ, tức nghĩa là những cái gì trên thế gian này mình đừng có phục tùng thân xác mình quá, ăn chơi rồi xe xua đủ thứ các loại, rồi mình thấy thế gian này thật là tốt đẹp, thật là sung sướng để hưởng thụ. Không, thế gian này mình sống, mình lao động, mình làm việc, mình có của cải, mình thương người, mình giúp người anh em, mình giúp người bệnh tật, mình không có giúp cái người họ cố tình họ không làm ăn, nhưng mình đi giúp người bị phong cùi, những người bị này bị nọ, mình giúp những cái người bệnh tật mà họ vô phương cứu chữa, hay những vùng sâu vùng xa, những cái nơi nghèo khó mà họ cần những chiếc áo ấm để chống đỡ mùa rét, mùa lạnh. Họ chỉ cần như thế thôi. Những cái nơi lụt lội mất mùa quá nhiều năm, thì họ đến cái mùa đó họ là mất mùa, họ cũng làm, họ lao động. Nhưng mà vì gì? Vì lũ lụt đến một cái càn quét như thế thì họ lại rớt vào mất mùa. Thực ra Thiên Chúa cũng thử thách những lúc đó, những cái nơi này đói kém như vậy, thì xem những cái nơi giàu có hơn có biết san sẻ cái tình yêu thương, có yêu thương người anh em của mình hay không. Đó là những cái điều mà cha Thiên Chúa ban đến để thử cái tình yêu của mình. Giống như cha mẹ có những đứa con mà giả cho cái đứa con kia đó nghèo đi, để coi nữa, anh hai, anh ba, anh năm, anh bảy có giúp không. Và cha đã bảo rồi, chúng ta hãy về đi, nói hoài cũng không nghe. Bây giờ rất nhiều người không tin đạo Thiên Chúa chính là cha mẹ đích thực, họ cứ theo cái chân, vết chân cũ của những ông bà xưa, là à, ông bà đi sao con đi vậy. Chưa chắc bây giờ chúng ta ngày hôm nay chúng ta chỉ là một người con, nhưng chúng ta sẽ là ông là bà. Nhưng đừng bao giờ những đứa con đứa cháu nó tôn vinh những con đường chúng ta đi là đúng. Chính Maria ở đây cũng chưa nghĩ là những cái gì mình làm trước đây hay là những cái điều đó mình chắc chắn là mình đúng đó, hay là những cái điều mình để lại cho con cháu mình, những cái gì đó gọi là đúng. Cho nên là vì chúng ta không thể nào mà chúng ta không tiếp nhận. Thời đại bây giờ nó không phải là một cái thông tin nó nhỏ hẹp, nó gói gọn trong cái vấn đề không thể nào tìm kiếm, mà là chúng ta có quá nhiều thông tin để tìm kiếm được cái thông tin thật sự. Thì chúng ta hãy đi tìm nguồn cội của mình, nếu như là con người chúng ta nói rằng chúng ta sống có tình có nghĩa. Vậy thì cái tình cái nghĩa đó mình phải hiểu được rằng là cái đấng sinh ra chúng ta đang đau đớn vì chúng ta đang muốn cứu linh hồn của chúng ta ngay thời điểm mà cái thế gian này nó đang độc ác, nó đang sa thải cái tình cảm chân thành để nó đi đến một cái gì đó nó đoạt lên bằng cái mạng sống của nhau luôn.
Thì chúng ta thấy rồi, đi bằng cái con đường hẹp thì chúng ta nên sống hẹp hòi với bản thân mình, là mình không có nên phụng sự bản thân mình quá, cái thân xác này rồi cũng trả về đất, to bự mập kiểu gì rồi cũng trả về đất, cũng tan rã thành đất. Nhưng cái linh hồn của chúng ta biết rồi, có những bữa cơm ngồi ăn rất ngon vì lo linh hồn mình nó vui sướng, hay là không ăn nó cũng hạnh phúc, nhưng có những cái bữa cơm rất ngon mình nuốt không trôi là do là gì? Trong tâm mình nó buồn quá, trong tâm là tâm hồn đó.